đình nghệ thuật hòa chung tiếng hát, gắn kết yêu thương. Trong tập hôm nay, các gia đình nghệ thuật sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện cảm động về cuộc đời nghệ sĩ với chủ đề Xin lỗi người thương. Mẹ ôm con nha. Mẹ đi ra đây. Ghét mẹ. Chắc là người tình. Trả lời đi. Chỉ em mà lường gạt tôi, lấy miếng đất của tôi, không phải người dân chứ gọi là cái gì? Những giọt nước mắt. Những lời xin lỗi. Bên cạnh đó sẽ là những thông điệp tốt đẹp được các gia đình nghệ sĩ nhắn nhủ đến khán giả thông qua câu chuyện của chính mình. Tôi chưa bao giờ xin lỗi mẹ. Tôi biết là mẹ cũng không cần tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi xin lỗi mẹ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện. Hãy đón xem trong tập tối nay. Hân Hoan chào đón quý vị đến với chương trình Gia đình nghệ thuật. Kính thưa quý vị, với hai số phát sóng vừa rồi, chúng ta đã biết được những bất ngờ của các gia đình nghệ sĩ cũng như là được sự quan tâm rất nồng nhiệt của khán giả. Kính thưa quý vị, thường thì Hữu Quốc thấy là chúng ta xin lỗi những người ngoài thì rất là dễ. Xin lỗi người yêu, xin lỗi bạn bè. Tuy nhiên, đối với những thành viên trong gia đình của chúng ta thì câu xin lỗi thì dường như hơi bị khó. Và với chủ đề ngày hôm nay xin lỗi người thương, quý vị sẽ xin lỗi người thương của mình như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với những sự xin lỗi của các gia đình nghệ thuật. Và Hữu Quốc xin được trân trọng giới thiệu ban giám khảo của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, ca sĩ Phi Nhung, MC nhà báo Phước Lộc. Kính thưa quý vị, đối với một gia đình vừa trẻ vừa đẹp lại vừa có tài năng thì chắc hẳn sẽ không thể nào mà không có những cái chuyện mà lục đục lấn cấn xảy ra giữa đôi vợ chồng trẻ này. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện xin lỗi người thương của gia đình ca sĩ Hiền Trang. Về nhà ông chủ nha. Con em ở nhà đợi. Dạ em cảm ơn ông chủ à. Thôi mà lại đang kéo ra. Ông ngoại đang giỡn em ngủ mà con. Hát gì ông sợ mà? Con đi
yêu anh, sao... có yêu anh. Tắt tắt. Sao vậy con? Sao bữa nay rồi dạy cái nhạc người lớn như vậy? Ai cho con lên mạng con nghe cái bài hát người lớn này? Tại ở nhà đâu có ai chơi con, chứ là con thấy người ta múa hay quá, con muốn múa theo luôn. Trời ơi, mẹ, sao anh Huy đâu rồi mà không dạy học này kia cho xa xa mà để nó... Nó mới đây nè, nó đi chắc đi đâu vòng vòng rồi. Ủa, em mới về hả? Anh lại dậu xỉn nữa đó hả? Thôi, tới nữa rồi, thôi để bà ngoại với con đi vô. Anh sao vậy anh? Hả? Anh có biết rằng là em vừa về em thấy cảnh gì không? Đúng rồi. Con nó còn nhỏ mà nó lên mạng nó nhảy, nó hát theo cái bài hát của người lớn. Trời đất ơi, em đi làm kiếm tiền đã đành đi. Anh ở nhà anh ở không, anh không có làm gì tại sao anh không có chăm sóc con? Bây giờ trong lòng của anh có cái gì? Anh khó chịu cái gì, anh bực bội cái gì mà anh đi nhậu hoài vậy? Anh nói với em đi. Anh cứ im lặng hoài làm sao nó được? Anh nói đi, nói đi. Không có gì hết. Được. Anh im lặng thì em cũng sẽ im luôn. Em sẽ không nói, em bỏ. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Tin nhắn đó. Chắc là người tình. Trả lời đi. Trả lời anh đi. Anh có biết rằng là anh đang xúc phạm em không? Hả? Anh có biết là công việc của em như thế nào đúng không? Em bước ra ngoài đường á, đi về sẽ có biết bao nhiêu cái tin nhắn cám dỗ như thế này. Nhưng mà chưa bao giờ em rung động với nó. Cũng chưa bao giờ em làm cái điều gì gian dối anh. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Anh buông tôi đi. Anh Nghị, mày nên xem lại cuộc hôn nhân này đi. Nếu em thôi anh, con ta sẽ khổ. Bao táp phong ba, biển lớn sông dài. Đường đời còn bao nẻo trong gai. Sao mẹ không đi vô trong ngủ đi? Khuya lắm rồi mẹ ra đây chi vậy? Mẹ lo
mẹ không có muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ. Vợ chồng có gì sai thì sửa, con đừng có buông bỏ, khổ cho tụi nhỏ lắm nha con. Anh xin lỗi em, đôi lúc vì cái lòng tự ái của mình mà. Anh ơi, anh vợ chồng với nhau thì tại sao lại có tự ái ở đây hả anh? Là một thằng đàn ông phải để cho vợ mình đi ra ngoài kiếm tiền. Thật sự em hiểu, em biết là ở ngoài kia có rất là nhiều người đàn ông cám dỗ, nhưng mà anh biết không, dù ở ngoài kia có rất là nhiều lời tỏ tình, nhưng đối với em nè, trong lòng của em nè, chỉ có một mình anh thôi à. Em xin lỗi, có những lúc em mệt mỏi quá, em đã nặng lời với anh. Anh xin lỗi nha. Em xin lỗi. Chắc hẳn là với tiết mục này thì nó có phần nào đó nó cũng tương tự với cuộc đời nghệ thuật của ca sĩ Phi Nhung. Mà em mới đi hát á thì bạn trai em rất là ghen à. Tại vì em đi rất là nhiều, ảnh ghen không phải là ghen, cũng giống như người này nè. Ở đây là cuối cùng là Hiền Trang và Thái Huy đã dùng cái từ xin lỗi để chúng ta tiếp tục cái cuộc tình của hai bạn. Còn Phi Nhung, mà bạn trai của Phi Nhung thì chưa có kịp nói cái câu xin lỗi, nên đến giờ phút này thì Phi Nhung vẫn mình ơn. Từ đó cho tới bây giờ là một bài học cho em. Cả cuộc đời của em, em không bao giờ em quen một người nào nữa mà em sẽ làm tổn thương. Trong gia đình mà có một người vợ hoặc chồng làm nghệ sĩ, đó là phải một sự chịu đựng kinh khủng lắm. Cô đã từng đi quay phim suốt nửa tháng trời ở ngoài Long Hải, ngoài đảo, mà cô nhớ thứ bảy chủ nhật mà chú ở nhà chở Quy Luân, lúc đó gọi là Tí Đô, ở trên cái xe gắn máy cọc cạch chở từ Sài Gòn ra tới Bà Rịa. Tưởng ra sao ra cái vợ quay tới tối, tối xong cái sáng hôm sau vợ đi quay nữa. Hai cha con cứ lủi thủi nhau ra biển chơi, xong rồi chiều chủ nhật phải chở nó về, đặng nó đi học, đặng ổng đi làm. Thành ra cái nếu ai biết được bên trong cuộc sống của người nghệ sĩ mình nó có nhiều cái điểm mà đau lắm, mà thương lắm. Thành ra cô Xuân mong rằng cái lời xin lỗi của hai vợ chồng ở trên sân khấu ngày hôm nay nó sẽ theo các con, để các con nhớ là chúng tôi đã từng trải qua bão rất to, và bây giờ cái tình yêu của tụi tôi lớn lắm, mình sẽ vượt qua được điều này. Và vượt qua được tất cả những cái chuyện đó thì các con sẽ rất hạnh phúc. Nghệ thuật đặt trong cái nội hàm rộng lớn của gia đình, ôi cái sự tuyệt đẹp đó nó phải bước qua những thăng trầm như thế nào để trở thành nghệ thuật. Nghệ thuật đối với lại công chúng, và nghệ thuật trong chính gia đình của mình nữa. Cái tứ truyện rất đẹp, chúng ta lấy cái nỗi đau và những cái vết thương mà chúng ta trải qua, đứng từ cái chỗ sức mẻ đó, từ một tiếng xin lỗi, để tặng nhau giá trị hạnh phúc tiếp theo. Nhưng chỉ có điều rằng là hát đôi khi chưa có được ngọt lắm, và đôi khi nó vẫn còn bị lên xuống thất thường. Ngân Hà ơi, dạ. Mỗi lần mà con chứng kiến ba mẹ mà gây với nhau á thì con thấy ai dữ hơn nè? Thì con thấy mẹ dữ. Thôi bây giờ cái điều này chắc mình nhường lại cho phụ huynh đi ha. Bà ngoại sẽ nhận xét như thế nào về con gái của mình? Nó cũng có tánh cũng dữ, cũng nóng tính. Giờ rể của mình hiền không ta? Cả hai đứa thì đứa nào cũng có lúc thì cho dịu, có lúc thì cũng nóng tính lắm. Thì ông bà xưa có nói câu như thế này nè: chén trong sóng mà nó còn động, huống hồ chi là vợ chồng trẻ mà. Bên á thì là xinh đẹp, ca hay, rồi một bên là đẹp trai, đúng không? Giờ con thấy ba với mẹ ai đẹp hơn? Dạ ba. Trời ơi, nãy giờ thấy ba ngồi ba cười khúc khích không à? Thái Huy nè, dạ. Mỗi lần mà hai vợ chồng gây gỗ với nhau thì ai là người chủ động xin lỗi trước? Cả hai không anh?
Tại vì hai đứa em có một cái quy tắc rằng là nếu mà có giận hay là cái gì đó thì không bao giờ để qua đêm. À dạ. Ngủ cũng phải ôm nhau. Mà sao mà em ghen dữ vậy? Đôi lúc giờ em đi làm em cũng ở nhà có, trong đầu em có những cái suy nghĩ nó lóe lên như vậy. Nhưng mà tại vì em cũng là một người ở trong nghề nên là em cũng biết được rằng là... ích kỷ. Em nói em người trong nghề mà vợ em đi hát, đi quay phim mà em ghen. Rồi đặt trường hợp ngược lại, nếu vợ em ghen với em thì em sao? Đó là con người mà anh. Con người thì phải có hai mặt. Đúng là mình biết là cái nghề của mình nó như vậy, nhưng mà tại vì đôi lúc mình thương vợ mình quá, rồi mình có những cái suy nghĩ nó lé lên nhẹ lên trong đầu thôi. Tính của Hiền Trang cũng khó để giận lâu lắm anh. Trang mà sai một tí, nghe cái giọng ba không là cũng không giận ba được nữa. Giọng cười ba không giận ba được nữa. Sẵn tụi em cũng muốn đem cái giá trị này gửi đến tất cả những người mà xem chương trình. Khi mà gặp phải cái tình huống như vậy thì mỗi người nhìn một tí, lắng xuống một tí để nghe lại cái người đối diện của mình. Đôi lúc mình thấy như vậy đó, nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Và giờ đây kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những lời xin lỗi từ gia đình nghệ sĩ Bảo Trí Kim Tuyết. Trời đất ơi, sao tự nhiên cúp điện rồi trời. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ông giống mặt không? Giống mặt. Tôi chối mắt dữ lắm á. Yeah. Không có vui. Mệt quá, tính làm cho vui mà hết vui rồi. Thôi mở đèn đi. Đó, hôm nay tính làm bất ngờ sinh nhật cho bà đó. Tính cho gì nó vui vui, bà không vui thôi tặng quà sinh nhật cho bà nè. Nè, tôi nói ông nghe nha. Ông đừng có nghĩ ông làm sinh nhật cho tôi là tôi không có hết giận nha. Nói rồi nha, lớn tuổi bày đặt bỏ chi ba cái chuyện đó trong bụng vậy. Ủa sao tự nhiên đang vui nhắc lại ba chuyện đó làm chi nữa vậy trời. Thôi ta... tặng quà sinh nhật cho bà lo nhận quà đi, nhắc cái chuyện đó làm chi, nó bỏ đi. Dạ, bày đặt màu mày à, sinh nhật sinh nhiệt rồi. Happy birthday. Sinh nhật sao khoai lang. Tại vì bánh về không kịp thôi, ăn đỡ lát tôi lấy bánh tôi tặng sao. Vậy là ông còn nhìn nợ tôi đó nha. Bà gì? Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mà mưa đêm, trời mà mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trôi qua đêm. Dạ, cảm ơn. Tôi có 2000 bạc. Bà vừa phải mà thôi bà. Tôi hát đã mà cho tôi thành ban chủ cái ban luôn vậy đó hả? Ông đừng có nghĩ mỗi lần tôi giận là ông hát cái bài tủ để cho tôi hết giận nha. Đừng có mơ. Không hết giận. Có khách kìa. Ra mở cửa ai. Vô đi. Diễm. Ủa, con qua đây có chuyện gì không con? Dạ không ạ. Hả? Con qua đây chi nữa? Hả? Cậu đã nói với mày sao rồi? Hai má con mày dành cái miếng đất với cậu hả? Lấy đi, muốn lấy thì cứ việc lấy đi, cậu mà không cần đâu. Nè. Ôi, ông ơi, tôi nói ông nghe là bây giờ nó con cháu. Bây giờ bà ngồi đó đi. Nè, cậu nói cho con biết. Con về con nói lại với mẹ con nghe. Cậu nói nè, lấy miếng đất được ăn giọng vậy ăn giọng đi. Mai mốt hả, gà vịt của cậu mà có qua miếng đất đó, cậu cũng bỏ luôn, cậu giết nó chết ở bên miếng đất đó cho cậu không lấy về đâu. Không. Cái gì? Chị em con cháu mà đối xử giống như người dân nước lã như vậy đó hả? Cái đó, bà nhìn đi. Chị em mà lường gạt tôi, lấy miếng đất của tôi, không phải người dân chứ gọi là cái gì? Nhưng mà không phải như vậy đâu. Con xin lỗi chị cậu. Dạ cậu ơi, mẹ có lỗi với cậu. Con xin cậu, con xin lỗi cậu. Cậu. Cái gì? Mày nói gì? Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Dột sống là bao, gì đâu không mến thương nhau. Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao? Trời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Dù chưa
không qua. Bạc tiền lời dành giờ đây bỏ nhau sao đành. Toan tính dứt dành tình anh em của một người dân. Thôi đi, mệt quá. Đúng là đồ người dân nước. Nước gì? Nước trà. Ông suốt ngày là như vậy không à? Dạ cậu ơi, hôm nay con qua là con muốn hoàn thành tâm nguyện của má con. Cái gì? Tâm nguyện gì? Má mày đi đâu xa mà tự nhiên hoàn thành tâm nguyện? Dạ, dạ má con muốn con gửi cho cậu một lá thư. Dạ cậu, dù là cậu có giận má con cỡ nào, cậu nhận lá thư giùm con đi cậu. Tao không có nhận gì, tao không dính dáng gì tới má mày hết trơn. Tao không đọc thư gì hết trơn, đem về má mày đi. Mợ, mợ ơi, mợ nhận lá thư này giùm con đi mợ. Mợ nhận lá thư giùm con đi mợ. Ờ thôi được rồi, để mợ nhận cho. Con cảm ơn mợ. Dạ thưa mợ, thưa cậu con về. Đọc đi. Mù, tự nhiên không. Đó, vừa lắm, hay ghê không? Ai đổ nước kìa? Ông chứ ai? Chứ cha quên. Cái cục mà. Tôi không có đọc đâu, mà đọc đi. Trí thương. Thương có cục xương gặp. Cái gì vậy? Tình chị em chỉ có kiếp này chứ không có kiếp sau. Cái gì kiếp sau nữa? Kiếp này tôi chịu không nổi rồi, kiếp sau quên đi ha. Thôi nha, tôi đang đọc thơ nha. Đọc đi. Chị biết rằng em đang rất giận chị. Ủa? Con người chứ đâu phải cây cỏ gì đâu mà không biết giận. Bây giờ làm sao? Ông muốn cái gì? Làm gì liên nhai trong miệng vậy? Bao nhiêu lâu nay em đã không cho chị có cơ hội để giải bài cùng em. Cho nên hôm nay buộc lòng chị phải viết lá thư này để gửi đến em. Vậy cũng bị dành. Ủa? Sao nói mù mà? Giờ sáng ngang được không? Lẽ ra chị không nhắc về chuyện cái miếng đất. Cái gì vậy? Ông ơi! Kỳ cục à? Nhắc tới chuyện nó ứa gan chứ gì? Má thư của anh ta tôi đi dò đét cái chuyện trời ơi. Mình... với tính cách của em, sau khi đọc đến đoạn này thì em sẽ dò nát bức thư này và quăng nó đi. Ủa dạ? Ôi dạ, đau bụng quá. Bị gì vậy? Qua đi guốc bụng tôi rồi. Già được lớn tuổi. Hả? Lãng. Chị biết điều đó, nhưng hôm nay khi em nhận được lá thư này thì cũng là lúc mà chị đang nằm trên bàn mổ. Ráng đợi. Để thực hiện ca phẫu thuật thập tử nhất sinh của mình. Và có thể chị sẽ không qua khỏi. Alo, alo, Diễm, Diễm ơi, con ơi, mà, ma. Alo, Diễm à, cậu Út nè, má con sao? Đang ở đâu? À. Chị ơi, miếng đất mà chị dành với em, đó chỉ là miếng đất nằm trong phần mộ của gia đình mình. Miếng đất nhỏ ngang 1 mét và dài 2 mét đó em. Bởi ước nguyện của chị là nếu như ca phẫu thuật không thành công thì chị sẽ được thanh thản trở về nằm cạnh bên má và ông bà ngoại. Chị biết việc làm đó của chị đối với em nó còn thua một người dân nữa, phải không em? Chị mong em hiểu và thứ tha cho chị. Chị xin lỗi em. Chị ơi! Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào tiếc chi thân. Mà tại sao chúng một mẹ chứ hoài đã nhau?
Cậu ơi, mẹ ơi, cậu ơi, ca mổ. Chào con, ca mổ, ca mổ. Ca mổ thành công rồi, cậu ơi. Ca mổ thành công rồi hả? Cũng là nghệ sĩ mà nhiều khi cũng cái gọi là xin lỗi nó cũng rất là khó nói, nhưng mà cái hành động nhiều khi nói chuyện với chị hay là đến với chị thì chị rất là cảm ơn báo chí rất là nhiều. Đó là tình cảm của em biểu lộ và dành cho chị, đâu cần em phải nói lời xin lỗi hay em cần phải nói một cái gì đó thôi, mà chị thì rất là cảm ơn em và chị cũng rất là xin lỗi em về những tất cả những cái gì mà đã qua. Mình quá khứ thì cho là quá khứ, và tất cả cái gì trong hiện tại thì đây là bước đầu tiên để mình cùng nhau nắm tay đi đến tương lai. Cũng với chủ đề xin lỗi, trong câu chuyện của gia đình anh, nó lại mang một thông điệp lớn lao hơn khác. Đó là lời xin lỗi đến từ lòng bao dung. Và cảm ơn anh vì Phước Lộc cũng được học rằng là muốn mà xin lỗi thật lòng thì chúng ta phải thấm thía với nhau lòng bao dung. Và cảm ơn vì câu chuyện của gia đình anh. Tôi nghe nói cũng là một câu chuyện có thật, cho nên là các bạn đã đem đến cho chúng tôi những cái cảm giác rất là gần. Các bạn đã đưa lên một cái cảnh tỉnh mà tôi nghĩ là người xem xong, rất là nhiều gia đình người ta soi rọi lại mình. Và cái thông điệp của các bạn rất là nhân văn. Tôi có cảm giác như vậy. Cái màu của Kim Tuyết hình như hơi giống cái màu của Bảo Trí, phải là một cái tông màu khác, để khi ông chồng này nổi giận thì người vợ này khuyên nhủ nó như thế nào, và họ sẽ khác nhau về cách cư xử luôn. Em vẫn thích cái màu của chị Kim Tuyết. Đôi khi trong chị thì chị có thể là chị khuyên nhủ chồng chị một cách nó ôn hòa, nó nhẹ nhàng hơn. Còn ông Trí là phải nói chuyện vậy ông mới nghe. Đó là ông Trí biết. Hiểu ý chị, hiểu ý. Một cái bài anh còn nợ em vô một cái là trời, trời sao mà hay quá vậy trời. Tên Trí hát hay, mà thương một người dân cũng vậy nữa. Nói chung là cả ba người đều hát hay, và cái vở kịch này làm cho em rất là xúc động. Và em thấy cuối cùng lá rụng rồi nó cũng sẽ về cội thôi. Nên tốt nhất là tất cả mọi người coi cái vở kịch này cũng là một bài học cho mình. Ta vừa trải qua một cái câu chuyện rất xúc động của gia đình nghệ sĩ Bảo Trí. Và tiếp sau đây thì không biết là gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và bé Kim Anh, liệu có hai cha con sẽ nói lời xin lỗi như thế nào? Con xin lỗi cha hay là cha xin lỗi con? Hoặc là trong gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sẽ còn câu xin lỗi dành cho một thành viên nào khác? Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về một cậu bé rất là ham chơi, rất là lì lợm, ngang bướng, không nghe lời ai cả. Con đi đá banh rồi. Trưa trời nắng chang chang mà đi đá banh cái gì? Con có nấu mà. Cầm theo cái áo mưa nè con, coi chừng chiều nay mưa lớn đó nha. Thôi con để vậy cho má. Mấy giờ con về? Sao đi hoài vậy? Mẹ thường hay hỏi tôi khi nào về, mẹ chờ cơm đây nhé. Mẹ thường hay lo nắng mưa sẽ làm tôi khi đau khi bệnh. Mẹ thường hay nghĩ tôi như đứa trẻ, dù tôi nay đã lớn đã trưởng thành, chẳng cần mẹ phải quan tâm,
chẳng muốn mẹ mãi chăm lo. Mấy giờ về có đói không, muốn ăn gì để mẹ nấu cho. Mẹ cứ hỏi tôi thế, mỗi ngày luôn như vậy, và tôi vô tâm lãng quên. Có mẹ chờ, có mẹ chờ, nhớ về nhà ăn cơm nhé con. Giờ thì ai sẽ nhắn những dòng tin nhắn ấy, để tôi mỗi ngày nghĩ mình vẫn có mẹ. Đến một ngày, tôi nằm mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất thật. Tôi thấy mẹ mất. Tự nhiên tôi khóc. Tôi hiểu được cái cảm giác của người không còn mẹ là như thế nào. Tự nhiên tôi thấy sợ cái cảm giác mà mình về nhà, mình không còn được thấy mẹ của mình nữa. Tôi cảm thấy, tôi cảm thấy rất là sợ khi mà mình không còn được nghe tiếng mẹ mỗi ngày trong nhà, và mình sẽ không được ăn như món ăn của mẹ nữa. Cuộc đời là những ngày ta lãng phí khoảng thời gian có thể bên mẹ và nói lên câu yêu thương. Những điều ta cứ cho là bình thường lại thật sự quý giá. Ta quên mất rằng mẹ chẳng ở mãi bên ta, mẹ chẳng ở mãi bên ta. Có mẹ chờ, nhớ về nhà ăn cơm nhé con. Giờ thì ai sẽ nhắn những dòng tin nhắn ấy, để tôi mỗi ngày nghĩ mình vẫn có mẹ. Tôi chưa bao giờ xin lỗi mẹ. Tôi biết là mẹ cũng không cần tôi xin lỗi. Chẳng có người mẹ nào trách con mình cả. Nhưng hôm nay tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi một cơ hội để tôi được xin lỗi mẹ. Mọi người có thể hát cùng tôi bài hát này một lần nữa. Để mọi người thấy cái mặt yếu đuối nhất của mình. Dạ. Lúc mà Chung nói cô lên thì chỉ là coi thôi. Nhưng mà cô nói là bữa chiều nay á, là cô có một cái cuộc hẹn rồi nên chắc cô không đi. Thì sao thấy Suri á, nó buồn. Nó nói bà ngoại phải đi. Chú nói là thôi cô đi một chút cho con nó vui đi. Thì xong cô quyết định là thôi chạy đi. Thành ra hôm nay đó là với tự nhiên cái ảnh ấy, cái ảnh đem hoa tới, mình cũng cảm thấy nó, cái cảm xúc nó dâng trào lên, tự nhiên là ướt nước mắt. Chú cũng nghĩ là Chung
thông minh, Chung làm được những việc mà cô chú đều bất ngờ. Cô chú không nghĩ là lên đây để nhận một món quà về tinh thần mà nó ý nghĩa như vậy. Cô cũng hơi xí tự hào một tí, nhưng mà cô cũng coi như nói với Chung là mẹ đã cho con một gia tài vô giá rồi, cho nên cái hành trang đó để con lấy để làm người. Chị cũng có một cái sự ganh tị với em. Vâng, tại và... chị không có được xin lỗi mẹ lần nào. Nên chị chúc mừng em với tiết mục này rất là hay. Dạ, và bài hát rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng em. Đây có phải là một ca khúc mới nữa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để viết cho chương trình Gia Đình Nghệ Thuật không ạ? Dạ đúng ạ, đây là một ca khúc mới nhất của em. Ca khúc Mấy Giờ Con Về em viết cho chủ đề của đêm mình. Chúng ta có trưởng thành tới mức độ nào? Sống có hạnh phúc tới mức độ nào? Chúng ta có làm gì ở cuộc đời này? Nhưng khi nghĩ về tấm lòng trời biển của cha và mẹ mình yếu đuối lắm. Vậy nên cảm ơn bạn rất nhiều, vì bạn đã chạm vào sự yếu đuối thiêng liêng đó. Để ai cũng phải tự nhắc nhở rằng là mình phải sống xứng đáng, không phải chỉ cho đời mình mà cho những thế hệ tiếp nối, vì chữ hiếu mới được trưởng thành. Mẹ tôi không có biết nhắn tin Chung mà. Mẹ già rồi, bà năm nay 86 tuổi, bà cũng không thể gọi điện được. Nhưng tôi đi công tác xa, đi tỉnh liên miên, nhớ bà nhờ chị tôi hay anh tôi gọi điện cho tôi. Và đúng đó, đôi khi những cuộc điện thoại nó rơi trúng vào trong cái lúc mình đang làm việc, mình không nghe được, mình cảm thấy mình luôn luôn thiếu sót vì sự dõi theo của tấm lòng người mẹ. Cho nên rằng là lời xin lỗi của bạn trong cái sự lơ là nào đó của mọi đứa con, trong đó có tôi hoặc anh Hữu Quốc nữa, thì cũng sẽ là lời xin lỗi của chúng tôi muốn dành cho mẹ mình trong đêm hôm nay. Bao giờ đến tiết mục của Chung thì tôi cũng chờ. Tôi chờ để coi hai cha con làm cái gì. Khi Chung tiến đến để gặp ba mẹ, quả tình cái cảm xúc của chúng tôi vỡ òa. Mẹ tôi mất cách đây 3 năm, thì cứ gần Tết là má cũng hay làm một cái hũ mứt gừng với lại thơm. Khi má lớn tuổi rồi, má không còn khéo như lúc trẻ nữa. Thành ra có năm thì cái hũ mứt gừng đó nó hơi sậm màu một chút. Có năm thì nó chưa đủ độ dẻo như những người làm ở ngoài tiệm. Những lúc má còn sống mình thấy cái hũ mứt gừng đó nó bình thường lắm. Nhưng mà tới khi má mất đi rồi, cuối năm cứ chờ cái hũ mứt gừng, không có. Thật ra là khi mà Chung nói về tâm sự của những đứa con vô tâm trước những lời thăm hỏi tưởng như là bình thường của mẹ, tôi nghĩ ai cũng động lòng. Và ai cũng khi còn cha mẹ trên đời, xin hãy xem như là một món quà vô giá mà Thượng Đế ban cho mình. Chung đã làm quá đẹp cho cái tiết mục xin lỗi hôm nay. Đặc biệt là có hai đấng sinh thành ở đây, là xin cảm ơn anh chị. Dạ, em cảm ơn anh chị đã đến có mặt ở đây. Kính thưa quý vị, và với hai tập trước thì đa số khán giả đã đồng cảm cùng với diễn viên điện ảnh Kiều Trinh, và với tập này với chủ đề là xin lỗi người thương, thì không biết là nghệ sĩ Kiều Trinh sẽ gửi đến chúng ta câu chuyện như thế nào. Kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Chờ con.
Ê coi, mấy đứa ơi, dọn cảnh cho anh đi mấy đứa. Nhanh 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 dọn cho anh cái. Trinh ơi, nói nghe nè. Tại vì mấy nay đoàn mình bể bối cảnh quá, mình quay khuya. Chứ không là không kịp tiến độ, sắp Tết rồi, cho anh em nghỉ ngơi luôn. Nha, chị đáng giúp em bữa nay nha. Chị mai nữa. Mai nữa em. Dạ, tranh thủ mấy em với chị, nha nha. Chị Trinh ơi, chị Trinh. Chị Trinh ơi, bé Tú nó gọi chị nè, chị nghe đi. Alo. Mẹ nghe nè con. Alo. Mẹ ơi, mẹ quay xong chưa mẹ? Hôm nay chắc mẹ về trễ hết con. Tại vì mấy nay bể bối cảnh quá nên là anh em đoàn phải cùng làm với mọi người con ơi. Con. Dạ. Con đi làm về chưa vậy? Mấy con giúp mẹ. Con chở em đi đâu chơi đi nha. Trinh ơi, Trinh ơi, nhanh nhanh chị ơi. Vô liền. Con coi. Em thích cái gì chịu em nha, đừng có la em nha con. Nha, nhớ nha. Mẹ ơi, mẹ quay đêm mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha mẹ. Chứ không là lại bị đau bao tử nữa đó. Mẹ biết rồi, không sao đâu. Thôi, bye bye con nha. Dạ, con chào mẹ. Dạ. Hôm nay mẹ làm về trễ, không có chở quậy đi chơi được. Quậy ơi, thôi đừng có buồn nữa mà. Hai chở quậy đi chơi nha. Quậy thích đi xem vật hình đúng không? Hai chở quậy đi xem vật hình nha. Quậy, hai biết quậy thích ăn kem lắm nè. Thôi bây giờ hai chở quậy đi ăn kem nha. Đứng lên đi, hai chở đi chơi. Thôi, đứng lên đi rồi hai chở đi chơi nhà banh. Rồi hai mua cho bộ đồ xíu nhưng thiệt đẹp luôn ha. Không, em không cần đâu. Quậy ơi, quậy ơi quậy, hai hâm ít đồ ăn nè cho quậy ăn nè, món quậy thích nè, trứng nè. Thằng quậy nó ngủ rồi, đừng có kêu nó. Trời ơi, không ăn rồi đói thì sao? Thôi không ăn, hai để đồ ăn ở đây nha, rồi tí đói thì ăn nha. Quậy ơi, mẹ về rồi nè quậy à. Làm gì ngủ sớm vậy ta? Tin quậy ơi. Dạ nó quậy nó ngủ mà kêu nó quậy trời. Biết rồi, có người giận rồi thì ôm giống như ôm bé Út đúng không? Ôm quậy nha, vậy nha. Mẹ đi ra đi. Con ghét mẹ. Quậy, sao lại hổn với mẹ? Nằm xuống. Không, em không nằm đâu. Hai bác mẹ nằm xuống đi. Hôm nay phải đánh cho mới được. Con đi xuống đi. Thôi, đừng có la em còn nhỏ, đừng có la em mà. Mẹ cứ chiều em biết nó hư đó hay không? Đi qua đây. Ghét mẹ. Quậy. Không nhở, mẹ hứa là mẹ về sớm mẹ mua đồ đẹp cho em. Mà mẹ tại về trễ không à. Mẹ không có giữ lời hứa gì em. Mẹ nói dốc với em hai ba lần không. Hôm nay ở trong trường á, có đây là hội ai cũng mặc đồ Tết đó. Đồ đẹp không à, có người lại mặc đồ cũ à. Đó, kia chị hai cũng mặc đồ đẹp thôi. Thôi, mẹ biết rồi mà. Mẹ hư, mẹ sai rồi.
xin lỗi quậy nha, quậy đừng có buồn mẹ nha. Mẹ làm con buồn đúng không? Quậy đừng có giận mẹ nha. Nha. Quậy, xin lỗi mẹ mau lên. Không, em không xin lỗi đâu. Con cãi đó hả? Con đừng có la em còn nhỏ không hiểu gì đâu mà. Mẹ em không có biết hết, mẹ chiều em biết em nó hư rồi sao? Nè, hay nói cho quậy biết nha. Mẹ đi làm cực khổ là vì ai? Vì chị em chúng mình đúng không? Rồi đó, mấy bữa trước á, mẹ mới vừa bị tông xe đó. Rồi chân mẹ đau đó, mẹ vẫn ráng mẹ đi làm. Đi làm để kiếm tiền vì ai? Vì chị em chúng mình. Không biết thương mẹ thì thôi chứ. Nè, nói đâu có sai đâu. Có. Thấy gì không? Mẹ có sao không mà. Mẹ nói cho em nó hiểu chứ mẹ. Được rồi, từ từ. Em còn nhỏ lắm. Từ mình dạy em hiểu con sao. Thôi, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ làm quậy giận, quậy đừng buồn ha. Quậy. Thôi quậy đi ngủ nha. Mẹ đi ra mẹ phơi đồ cái nha con. Nha. Mẹ ơi. Con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Không, quậy của mẹ ngoan lắm. Quậy của mẹ không có lỗi. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giữ con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, dưỡng nó dậy. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên, luôn bên con khuyên rằng con bao điều. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yên bình, sống vui tươi. Vì đàn con bao la gạo yên mây, những đêm ngóng con trong tay không ngước vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cắm nến, nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm chưa con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dịu cho con giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Thường thường là con ra con phụ mẹ, phụ chị con tí xíu à. Hôm nay giao cho con Nguyễn một cái dây nặng vậy, con cảm thấy con bị áp lực không? Dạ có. Lo làm sao ta? Dạ con thương mẹ nhiều lắm. À, tại thương mẹ nên muốn mẹ có điểm cao nên cố gắng diễn. Con làm cô nhớ anh Huy Luân hồi nhỏ kêu là anh Tí Đô. Có một lần Tí Đô cũng nói trên báo Mực Tím là giận mẹ lắm. Là vì hầu như mẹ vắng nhà suốt, chỉ có ba thôi. Thành ra nãy lúc mà con ngồi đây con giận rồi, cái chị cứ tới gần con lại nhích ra. Tới gần con lại nhích ra mà con không nói. Rồi cái dáng con lủi thủi đi vô, tội lắm. Mà ngày hôm nay á là, trời ơi, Thoại dễ thương lắm nha. Thoại chắc tiếng được. Rất là tài năng, là tương lai là trong nhà là nối nghiệp đó. Nối nghiệp đó. Đã làm cái nghề này, được cái sự thông cảm của gia đình đó là điều quý báu nhất trên đời. Cảm ơn một cái thông điệp tuy nhỏ thôi, nhưng mà của gia đình Kiều Trinh đã đem đến cho chúng tôi những cái điều rất là xúc động. Hồi nãy là chị Kim Xuân có nhắc đến cái chi tiết mà chị Tú ngồi, rồi cái chú nhích qua, rồi cái Kỳ Phong nhích ra nhích vậy. Mà tôi nghĩ nha, nếu như mà nguyên một đám con của Phi Nhung mà nó nhích tập thể thì lắm. Bây giờ mình thất hứa với con mình không? Kể sao kể cho hết được. Chỉ có viết phim thôi chứ còn kể thì không kể hết được đâu. Phải nói là nó rất là dễ thương cái giọng ca của chị.
Còn bé Thanh Tú thì thôi quá hay rồi. Thì em muốn hỏi chị một câu là ngoài bé Thanh Tú ra, chị còn các con bé nhỏ như vậy, chị có muốn cho đi theo nghề của chị hay không? Đến hiện tại là ba mẹ con đã tham gia phim rất nhiều, chỉ có bé Út thì chưa thôi. Nhưng mà Trinh biết chắc chắn bé Út cũng sẽ được tổng nghiệp ưu ái, và nhất là đặc biệt khi ngày thôi nôi bé bóc đầu tiên là cái micro, cái thứ hai là cái hộp phấn, cái thứ ba cây son. Và bây giờ nhạc lên là cứ dày 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 không mà cũng chưa biết nói. Những tiết mục trước thì xin lỗi đến từ sự thức tỉnh, nhưng mà với tiết mục của chị thì cái sự xin lỗi khán giả sẽ hiểu rằng là đến từ đức hy sinh. Mẹ hy sinh tất cả cho con, thậm chí xin lỗi con cả cái phần mẹ không có lỗi. Và lời xin lỗi bỗng trở nên là một bài học làm người cho những người con. Cảm ơn về chủ đề tư tưởng này, và cảm ơn chị vì chị đã nhường đất diễn cho con chị, cũng bởi vì đức hy sinh. Khi mà con đã hiểu hết rồi, bây giờ còn con có còn giận mẹ không? Nói nghe. Không. Bù lại cái sự giận đó là con sẽ như thế nào? Con thương mẹ nhiều hơn. Con hứa là con sẽ ngoan, học giỏi. Giỏi quá. Rồi, bây giờ nè, đôi khi cái từ mà mình xin lỗi dành cho con cái điều đó thì bậc làm cha làm mẹ khó nói lắm. Đúng không Kiều Trinh? Dạ, thật sự anh Hữu Quốc nói điều đó là điều chính xác. Bởi vì ở ngoài xã hội đa số mọi người nghĩ con cái còn nhỏ, không nghe lời cha mẹ đều là có lỗi. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự giống như trong cái tiết mục mà em đem lên thì đó chính xác, thật sự là thực tế ở ngoài đời của em. Mặc dù người ta ở ngoài nhìn vào thấy cái đi làm hàng ngày, đi sớm về khuya thì chủ yếu là con cái rất là chu toàn là con, nhưng mà thật sự đó là một cái lỗi của người mẹ. Bao giờ Kiều Trinh đứng trước mặt ba đứa con của mình nói là con ơi cho mẹ xin lỗi? Dạ, cái điều đó có, đó là với bé Tú. Tại thật sự bé Tú con gái lớn là chịu đựng rất là nhiều, cho nên bản thân em điều thật sự em hối hận nhất chính là em chưa được nói lời xin lỗi với mẹ em. 7 năm qua từ ngày mẹ mất đến giờ, cho nên em không muốn để cảnh con em sẽ giống mình. Em cố gắng để hạn chế tối đa những điều đó. Chào gia đình của nghệ sĩ Thi Nhung. Dạ, chào anh. Hai số trước á, thì chúng ta thấy là gia đình của Thi Nhung dường như là toàn nữ ban. Dạ. Hôm nay xuất hiện một cây thông giữa một rừng hoa. Mà gương mặt này thì không xa lạ gì. Đó chính là chuông vàng giọng cổ mới nhất, Nguyễn Văn Khởi. Rồi em có thể chia sẻ là vì sao em lại tham gia cùng với lại nghệ sĩ Thi Nhung trong cái chương trình gia đình nghệ thuật này? Em đối với chị Thi Nhung, hai chị em trong nghề với nhau và cũng có tình cảm gắn bó vì đi hát chung với nhau, giống như là hai chị em kết nghĩa với nhau vậy đó. Cho nên là khi mà chị Thi Nhung nhờ em hỗ trợ cho chị, cho nên là em đồng ý. À, rồi Thi Nhung ơi. Dạ. Anh nghĩ là đáng lý là chồng em xuất hiện chứ, đúng không? Thì nhiều khi vợ chồng xin lỗi lẫn nhau, ví dụ như cha xin lỗi con gái trong cái tập gọi là xin lỗi người thương. Dạ, tại vì em muốn nói lên cái niềm đam mê mình theo đuổi nghệ thuật, và những cái điều trăn trở đó là có đôi khi mình lại muốn từ bỏ cái niềm đam mê, cho nên em lại muốn xin lỗi về nghề. Bởi vì thật ra tổ nghiệp đã cho mình quá nhiều, khán giả cho mình quá nhiều, và nhất gia đình cho mình quá nhiều, mà mình lại có những cái suy nghĩ đó là không nên. Anh hiểu được những cái nỗi niềm của em. Hy vọng đây sẽ là một cái tiết mục mà mang đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức. Và bây giờ chúng ta hãy đến với tiết mục báo cáo của Tân Á Quân chuông vàng giọng cổ 2014, Thi Nhung. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly
dược trong gai chỉ trai sông hồ dây dùng là chính nhân rối dung dâm đường quang hà vì quê hương gió sương không làm đau lòng chàng đi chiến chinh thiếp xin khí tụ bội tận tinh tuệ, quân sư đoàn hùng việt quay nghi, truyền tả quân trướng khởi quốc kỳ, rạng minh nguyệt hùng binh nghinh chiến. Giang hồi trong liên hùng binh, quân kỳ bay rộn ràng, đã đến lúc ngăn giặc thù xin giữ lời thề. Sông nước tung đôi cánh chim bằng mong chàng sớm khai hoàng ca, quê nhà em đợi chờ, quyết chiến đấu không sờn lòng gươm sáng rạng ngời, thanh gươm dũng tướng mạnh lòng tung hoành. Nhiều lắm nha. Có gì đâu, đồng nghiệp với nhau không mà. Thôi, Nhung cố gắng nha. Dạ, em cảm ơn anh. Ồ, hay quá con ơi. Ô mẹ. Ồ, đêm nay con diễn thật xuất sắc. Ồ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Chúc mừng sự trở lại của con. Trời dạ. Mẹ mừng quá con ơi. Mẹ ơi, mẹ diễn hay quá à. Vậy hả, con có thích không? Dạ thích, hôm nay con có nói với bạn là tối nay mẹ có trực tiếp trên TV, bảo đảm bạn ra coi. Ngày mai con vô lớp bạn sẽ ganh tị với con có một người mẹ tuyệt vời như thế. Mẹ thương con gái của mẹ quá. Mẹ ơi, mẹ đưa bối ra xe trước đi, con thay đồ xong rồi cái con ra về chung với mẹ với bối ha. Rồi rồi. Hôm nay là ngày mà con hạnh phúc nhất sau bao nhiêu năm theo đuổi con đường nghệ thuật. Đã có rất là nhiều lần con muốn từ bỏ nghề, nhưng mà ngày hôm nay con được một hào quang, con được một thành tựu, con thấy mình thật là hổ thẹn khi có những lúc lại nghĩ mình bỏ cuộc. Nhưng mà sau lần này trở đi, con sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Con hứa con sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không phụ lòng của tổ nghiệp, gia đình và nhất là khán giả. Con xin tất cả hãy soi đường và tiếp sức nghị lực cho con, để con luôn tỏa sáng như ngày hôm nay. Mẹ ơi, sao mẹ lâu quá vậy? Vô đây con. Mẹ ơi, sao mẹ buồn vậy? Mẹ đâu có buồn đâu. Mẹ đừng có giấu con, mẹ buồn kìa. Mẹ có giấu con hồi nào đâu, mẹ đâu có buồn, mẹ cười nè, bố thấy không? Mẹ còn buồn kìa. Thế là để giờ cũng làm cho mẹ vui nha. Con biết làm cho mẹ vui hả? Dạ. Tao con làm thử cho mẹ vui coi. Giang ở trong liên hùng binh, quân kỳ bay rộn ràng,
đá đó nóng chiếc dạ thu xin nhớ lời thề hiên ngang trong nước tung đôi cánh chim bằng. Ở đâu ra mà tung đôi cánh chim bằng vậy hả? Hả hả, theo tôi bắt chước hồi nào mà hay vậy? Con thấy mẹ diễn. Con gái của mẹ giỏi quá à. Sao vậy? Sao ánh mắt của con rưng rưng gì vậy? Con nói cho mẹ nghe coi. Con buồn. Sao con buồn? Con thấy mẹ buồn. Không, mẹ không có buồn. Mẹ buồn mà. Mẹ không có buồn. Mà mẹ vui, mẹ hạnh phúc, con hiểu không? Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ coi. Ngồi ở đây hai mẹ con mình tâm sự. Sao? Con ước gì lâu nay lớn lên cũng trở thành ca sĩ như mẹ. Con muốn làm ca sĩ hả? Con muốn theo đuổi con đường của mẹ hả? Mẹ nói cho bói nghe ha. Mẹ hứa với bói là mẹ sẽ hát hoài, đứng trên sân khấu hoài, chờ đến lúc mà bói lớn lên luôn rồi bố sẽ cùng đứng trên sân khấu hát với mẹ. Con chịu không? Dạ chịu. Xin cất lên lời ca dâng hiến cho đời trái tim ấm nồng yêu thương truyền trao. Trong tiết mục từ đầu đến giờ thì Thi Nhung là người ca tốt nhất, ca lay động lòng người. Nhưng mà hôm nay thì cô Xuân lại phải nói. Dạ. Để hy vọng là những vòng sau thì con sẽ làm tốt hơn. Dạ. Câu chuyện của con chưa lay động được trái tim cô Xuân. Nếu như cô Xuân không lầm thì cái chuyện này xảy ra là cái ngày mình đạt vinh quang cái giải Á quân. Dạ. Bây giờ lại trao trách nhiệm cho cháu bé tâm sự với mẹ. Cháu đã nói những cái câu nó giống như của người lớn áp đặt cho cháu á. Cái đó mà nếu mà để cho bà ngoại làm. Dạ. Tại vì nói gì nói, người mẹ vẫn nhìn trong lòng đứa con mình, vẫn nhìn được trong cặp mắt đứa con mình cái sự trăn trở với nghề. Và câu chuyện của con nó chỉ là một cái sự trình bày, mà nó không phải là một cái câu chuyện thật. Dạ, thì thật sự những cái lời cô Kim Xuân nói nhắc nhở với con từ dòng đầu cho đến bây giờ luôn là cái điều mà con trăn trở nhiều nhất. Câu chuyện thì mình có thể là mình đưa ra được, nhưng mà cái người đồng hành đi cùng với câu chuyện với con thì mẹ con không có tải với con được. Hãy nhận cái phần trách nhiệm đó về mình trước tiên cái đã. Dạ. Mẹ đã lên sân khấu như vậy cùng với con gái của mình là tuyệt vời rồi đó. Tại vì như nè, riêng chị Vui là mẹ của Thi Nhung á, dạ, đứng ở trên sân khấu thì bị khớp lắm. Rồi bản thân Thi Nhung thì đi hát, mẹ phải nhận cái trách nhiệm là phải là chăm sóc hai đứa bé, không có thời gian để mà cùng tập với Thi Nhung, đúng không em? Dạ, dạ. Thật ra vì sao anh nói là khoan hãy đổ thừa vì mình không có những cái partner, mình không có những cái người đối tác tốt ở trong cái phần thi của mình. Dạ. Nhưng cái này em phải tự nhận thức về riêng cá nhân mình. Cái phần diễn của em, cái lớp mà anh cho rằng là phải tập trung nhất, chạm sâu nhất, khắc ghi nhất, đó là lời tự bạch xin lỗi nghề của mình. Dạ. Cái phần đó em không làm được. Vậy nên hãy cân đối cái điều đó. Em cảm ơn anh. Góp ý vậy. Nếu như mà có bị buồn thì đừng buồn. Dạ anh. Không, dạ, dạ không. Mà nếu như anh Phước Lập mà có nhận xét góp ý tôi vậy, tôi nhào tới tôi ôm anh Phước Lập một cái thấm thiết liền. Bây giờ con ôm thiệt luôn đi. Thì mình sẽ tốt được hơn trên bước đường nghệ thuật của mình. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ không biết là người bạn gái của tôi như thế nào mà ngồi cứ suy nghĩ trầm tư là tay chống cà mà không biết. Muốn nói gì thì nói đi em. Con không có phải là
cái người diễn viên giống như là cô Kim Xuân hay là anh Hữu Quốc. Con nhìn sao con nói vậy? Con rất là thương Thiên Nhung, một mình mà gánh, mẹ không biết diễn, con cũng không biết diễn, là Nhung rất là cảm động. Và cái câu nói của bé nhỏ thì cô Kim Xuân nói là phải để cho người lớn, tại vì mẹ chưa bao giờ làm những cái chuyện gì trên sân khấu thì làm sao mà mẹ làm được những cái việc mà mẹ nói như vậy. Thì Thiên Nhung là cái người cũng phải nói là rất là thông minh, cũng để cho bé nói những cái câu như vậy mình có thể mình bỏ qua được. Và cảm ơn em đã hát những cái bài hát rất là hay, đừng để Thiên Nhung thất vọng. Xin cảm ơn ca sĩ Thiên Nhung rất nhiều. Chào chị Lê Hải, chào anh Vũ Thanh và chào... Ủa sao lạ quá vậy? Đây là đứa con nuôi. Con nuôi? Còn cháu trai trước là cháu kêu bằng chú ruột. À, có nghĩa là mình sẽ luân phiên để mình xuất hiện trong cái suốt cuộc hành trình gia đình nghệ thuật. Em có thể tự giới thiệu tên của mình nè. Em tên là Thiên Thư, em là diễn viên ạ. À, là diễn viên. Dạ. Đúng là một gia đình nghệ thuật thưa quý vị. Chị Lê Hải nè, hồi đó anh Vũ Thanh đẹp trai lắm phải không? Đâu có được như bây giờ là đẹp rồi đó. Bây giờ là đẹp đó hả? Anh Vũ Thanh sẽ ít có những cái lỗi lầm lắm phải không chị? Đúng ra là ảnh không có lỗi lầm gì hết. Gia đình bên của tôi rất là thương ảnh là vì ảnh rất là tốt. Dạ. Nhưng mà bẵng một thời gian có thể là không biết sao á. Chắc anh Vũ Thanh chắc nhiều cái lời xin lỗi đối với chị Lệ Hải dữ lắm, đúng không? Bây giờ nói thật ra thì Vũ Thanh xin lỗi vợ cũng nhiều rồi. Thì cái chuyện đó thì vợ cũng đã tha thứ rồi. Bây giờ đợt này thì trong cái tập xin lỗi này thì Vũ Thanh chỉ có hai người để mà xin lỗi, đó là cha và mẹ thôi. Tại sao anh lại dùng cái tiếng xin lỗi đối với đấng sinh thành của mình? Tại vì cách đây mấy chục năm trước đó, khi mà Vũ Thanh trong thời gian đó đi diễn thì mẹ mất thì Vũ Thanh không hay. Thì khi Vũ Thanh về thì chỉ có đứng nhìn bàn thờ khóc thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với gia đình nghệ sĩ Vũ Thanh, Lệ Hải với một câu chuyện thật cảm động. Xin lỗi mẹ. Con chuẩn bị mâm cơm xong rồi nè mẹ. Con để nó đi con. Mẹ ơi, sao ba đi mấy tháng trời rồi chưa về nữa mẹ? Mẹ cũng không biết nữa con. Lâu lắm rồi mẹ không nhận được tin của ba con. Con nhớ ba quá. Mẹ cũng vậy. Làm sao đi báo cho ba biết tin được hả mẹ? Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sông bao ngày rơi đầm ấm. Nhớ phố chia ly ngày cùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Thiết mong tìm về bản cũ như tiếng chim chiều về gọi gió, vang tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay mơ phù xa xôi lòng thương. Trên đường thạp hương vui gió sương, nhưng lòng ta mang nỗi đớn đau, âm thầm thương tiếc cho ngày về tìm lại đường thơ này đã. Nghe tiếng chim chiều về gọi gió,
như tiếng thơ lòng người bạc phước. Nhâm chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tháp hương lòng đau. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Em ơi, anh về rồi nè. Mẹ ơi. Ba về rồi mẹ. Ba. Ba. Ba đi đâu mấy tháng trời con không có liên lạc được cho ba vậy? Trời ơi, thì ba đi diễn chứ đi đâu con. Đứng qua một bên. Em. Trời ơi, mới về cái tự nhiên cái mặt giận, giận cái gì? Thôi kệ, đừng có giận nữa nha. Chút xíu gì anh xin lỗi là hết giận rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ, ủa bà nội đâu con? Bà nội đâu? Nè, đi qua hàng xóm nói với bà nội đó. Chắc bà nội nói chuyện bên đó đó. Nói là ba về là bà nội về liền. Đi đi con. Đi. Dạ. Con nhỏ này sao tôi mệt quá. Kêu đi qua. Qua. Em ơi, bộ biết anh về hay sao mà tự nhiên làm mâm cơm để đón anh vậy? Cảm ơn em nha. Bây giờ con đi kêu bà nội về, nói là ba về cả nhà mình ăn chung một buổi cơm cho nó thật là vui. Đi đi con. Nội không có về được nữa đâu ba ơi. Con nói cái gì vậy? Nội mất rồi. Cái mâm cơm đó là cuốn thất thứ tư của nội. Mẹ, mẹ ơi. Về rồi nè mẹ ơi. Mẹ ơi con về rồi nè. Mẹ ơi con đặt đứng trước mặt mẹ, con đặt quy trước mặt mẹ nè mẹ ơi. Mẹ ơi, sao mẹ không chờ con về chứ mẹ? Mẹ ơi, con còn nhiều điều muốn nói với mẹ mà mẹ ơi. Muộn rồi phải không mẹ? Con không còn dịp để phụng dưỡng mẹ rồi phải không mẹ? Mẹ đừng vội xa bỏ con mẹ ơi. Thiếu tình mẹ con biết sống sao đây? Trời phủ mây bóng tôi sẽ răng đầy và ngục tù đời cướp từng hơi thở. Mồ côi mẹ rồi khổ có ai hay. Con ơi trời mẹ ơi. Ghen ai cũng thế mẹ. Hỏi tạm thôi cũng phải đi về. Về với con đi mà. Mẹ ơi. Còn tương lai phải trân trọng từng phút. Sống cho nên người. Mẹ. Hãy nhớ nghe con. Mẹ ơi. Còn tương lai phải trân trọng từng phút. Sống cho nên người. Hãy nhớ nghe con. Mẹ ơi. Cơm lên bàn thờ đi con. Lại là một cái câu chuyện thiệt nữa từ gia đình nghệ sĩ Vũ Thanh.
giám khảo MC Phước Lập. Anh suy nghĩ sao về tiết mục này? Không biết là câu chuyện này ở trong cái bối cảnh nào, vì sao mà một cái tin buồn lớn như vậy mà cũng không có thể chia sẻ được để mà có thể kịp về trong những ngày lo cho mẹ như vậy. Cái câu chuyện này thì xảy ra vào lúc năm 70 mấy 80. Dạ. Thì thật sự ra năm đó thì Vũ Thanh lại trôi dạt ở các tỉnh miền Tây. Dạ. Đấy mà một vùng sông nước nữa kìa. Bây giờ muốn viết một lá thư mà đi tìm cái bưu điện, tới cái bưu điện cũng rất khó. Thì nó cũng khó khăn lắm. Rồi khi mà đoàn dời về tới gần thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó Vũ Thanh mới vội vã quay về, cũng mấy tháng trời. Xin chia sẻ một câu chuyện từ trong ký ức của sự mất mát như thế này. Giá như làm sao trong cái cách dàn dựng của mình á, với những thông tin ngắn gọn và xúc tích thôi, sẽ xác định được cái bối cảnh và những câu chuyện có liên quan, để khán giả được đặt mình vào ngay cái câu chuyện đó, và người ta sẽ chuyển tải được ngay cái tình cảm của mình dành cho cái nội dung của câu chuyện. Và em cảm nhận được rằng chị là người hát bằng cái tâm trạng thật nhất, nó đúng vào cái tâm trạng của nhân vật nhất, cho nên là em cũng rất là xúc động. Và đúng là anh chinh phục bởi cái lối diễn, nó thật là rất tài tình của anh. Nó đau như mới là ngày hôm qua. Và chính vì nỗi đau đó, dẫu là không có một cái lời xin lỗi nào, nhưng mà tất cả những tâm tình của người con trong sự trễ hẹn với mẹ đó, mình thống hối bởi điều này. Cảm ơn anh rất nhiều vì cái lời xin lỗi muộn màng, thống hối và tỉnh thức người khác như thế. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Phi Nhung thì sao ta? Trước tiên là con xin lỗi chú Vũ Thanh. Người giờ là idol của con là cô Lệ Hải rồi. Cô ơi, giờ con quá ngưỡng mộ cô. Hát nhạc tình ca khó diễn lắm cô. Mà cô vừa hát mà cô vừa diễn như vậy, cô làm cho con rất là phục. Còn chú Thanh thì có nói rồi, chú là super star rồi. Còn bé Thiên Thư, nhưng thấy Thư rất là lanh. Khi cô Hải đi qua hướng bị lệch, Thư đẩy liền. Cái những cái tích tắc nhỏ nhỏ vậy á, Thư dìu cô rất là xuất sắc. Thương dễ sợ luôn á. Lần đầu tiên lấy Phi Nhung nhận xét mà nó dễ thương gì đâu luôn á. Còn một cái nữa. Ủa, còn nữa hả? Còn một cái nữa, nhưng mà không biết là như thế nào. Nhưng mà cái lời mà lúc mà cái người mẹ, nếu mà để cho một người lớn tuổi mà đọc á, nãy giờ tôi với Phi Nhung nhìn nhau là rầy. Tôi nói để tôi vô tôi rầy Ngọc Duyên. Phải chi là nhờ ban giám khảo là giọng nói của cô Kim Xuân là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đây. Vâng, và xin mời chị Kim Xuân. Cô là phải khó với chú Vũ Thanh cho con. À, vì rồi. Chú là super rồi, là cô suối ha. Cái này là suối nha, Thanh chứ không phải chị nha. Cho tôi nhận xét nha. Cái câu chuyện hôm nay của bạn Vũ Thanh là câu chuyện thật, xúc động. Nhưng cái này là tôi nói luôn, đạo diễn, tôi rầy luôn, đạo diễn luôn là bây giờ là má mất mới có mấy tháng. Mà cái ngày hôm nay về là ngày thất thứ tư, đúng không con? Mà thường ở tục lệ của cái người miền Nam mình đó, là nó sẽ có một cái bàn dông để một năm. Và như vậy thì cái quỳ của Thanh á, khi mà quỳ mà nếu mà có cái bàn dông á, thì nó sẽ dễ sợ lắm kìa. Thành ra trong cái câu chuyện của bạn hôm nay thì tôi thấy nó nhẹ và nó thiếu hơn những cái lần trước của bạn đã làm. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn một tiết mục rất xúc động của gia đình nghệ sĩ Vũ Thanh và Lệ Hải. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội đều có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Xin cảm ơn 6 gia đình nghệ thuật đã mang đến những chia sẻ đầy cảm xúc về câu chuyện của cuộc đời mình thông qua chủ đề Xin lỗi người thương. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Hàn thực hiện. Gia đình nghệ thuật tập 4 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những bất ngờ thú vị. Bên cạnh những tài năng chính, ca hát, tú hài, diễn xuất, sáng tác, liệu các nghệ sĩ có những tài năng nào khác? Hãy đón xem Gia đình nghệ thuật tập tài năng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 12 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Gia đình nghệ thuật hòa chung tiếng hát, gắn kết yêu thương.